nằm trong chương trình san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch và triển khai chương trình chung tay phòng chống dịch COVID-19 vì một Việt Nam khỏe mạnh. Trong 2 ngày, mùng 7 tháng 5 và mùng 8 tháng 5, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam triển khai tặng 7 máy cấp oxy liều cao F2 Floor, 3.768 khẩu trang 3M N95 và 3.768 bộ phòng dịch cấp 4 cho 7 bệnh viện là Bạch Mai, Chợ Giấy, Nhiệt đới Trung ương, Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Đa khoa Bắc Ninh, Đa khoa Cần Thơ và Đa khoa Quảng Nam với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Theo thông tin của anh Hà Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, hiện nay tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhất là khi chính phủ có chính sách nới lỏng hơn việc cách ly xã hội để phát triển kinh tế, cũng như chính sách đón người nhập cư từ nước ngoài. Nhiều chuyên gia trên thế giới đã nhận định đợt sóng thứ hai của dịch COVID-19 nhiều khả năng sẽ còn khốc liệt hơn đợt 1, đòi hỏi cán bộ y tế, nhất là y tế tuyến đầu, càng phải có tinh thần sẵn sàng trực chiến, không chủ quan, lơi lỏng và rất cần sự ủng hộ của nhân dân, các ngành, các cấp và của toàn xã hội tham gia phòng chống dịch. Từ đầu tháng 3, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị triển khai trao tặng trang thiết bị y tế, vật tư y tế cho các bệnh viện, trung tâm y tế tại các tỉnh, thành trên cả nước với tổng trị giá hơn 15 tỷ đồng.